sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022, tức ngày 27 tháng 11 năm nhâm dần, tại Chùa Bồ Đề, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023. Chứng minh và tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Trong buổi lễ tổng kết này, Đi sư Thích Đồng Hòa, Tránh Thư ký Ban trị sự đã thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên điều khiển chương trình hội nghị và đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 của Phật giáo quận Long Biên để công tác Phật sự của Phật giáo quận nhà được thuận lợi và phát triển hơn, thường trực Ban trị sự Phật giáo quận đã luôn động viên tạo điều kiện cho Chư Tôn Đức Tăng Ni Trẻ có trình độ từ trung cấp cho đến cử nhân Phật học và cao học hoặc tiến sĩ thế học để tổ chức những ngày lễ lớn và hướng dẫn tín đồ nhân dân Phật tử tại địa phương tham gia các hoạt động Phật sự và các ngày lễ lớn của Phật giáo quận như Đại lễ Phật Đàn, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Tết Nguyên Đán, tưởng niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lễ Thượng Nguyên, vân vân. Hàng năm, bên cạnh những ngày lễ lớn, ban trị sự còn tổ chức nhiều khóa tu như khóa tu một ngày an lạc, khóa tu bát quan trai, khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử, khóa tu thiền, tịnh độ đặc biệt hơn trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động Phật sự, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên vẫn hoàn thành tốt mùa an cư kết hạ tại Tổ đình Chùa Bồ Đề và tổ chức đại lễ tưởng niệm cầu siêu cho các bệnh nhân không may tử vong trong đại dịch Covid-19 tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên được thành tựu viên mãn, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các y bác sĩ và nhân dân Phật tử thủ đô. Trong năm qua, thực hiện theo tinh thần từ bi, bàn vùi cứu khổ của người con Phật, trong công tác từ thiện xã hội, Ban trị sự quận Long Biên đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tặng quà cho bà con nhân dân nhân dịp Phật đản, Vu Lan, Tết cổ truyền dân tộc hàng năm, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa với tổng kinh phí lên đến hơn 3 tỷ đồng. Để ghi nhận những đóng góp của Chư Tăng Ni Phật tử quận Long Biên trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã trao tặng giấy khen cho 31 ngôi chùa đạt danh hiệu Chùa Tinh Tiến và 15 cá nhân Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị Sự và một số vị tiêu biểu đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc để khích lệ động viên cho Chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử trong toàn quận phát huy trí tuệ và năng lực để làm tốt mọi hoạt động Phật sự trong năm 2023 sắp tới đạt nhiều thành tích cao hơn. Tại hội nghị, bà Phạm Bảo Khánh, Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Quốc Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận Long Biên đã đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự quận trong năm qua là đơn vị có đông tăng ni và tín đồ Phật tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoạt động an sinh xã hội cũng như các công tác khác luôn là đơn vị thực hiện tốt. Bà mong muốn trong thời gian tới, Ban Trị sự tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong năm nay để cùng chung tay với chính quyền địa phương xây dựng quận Long Biên được phát triển hơn nữa. Thay mặt Chư Tôn Đức chứng minh, Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban đạo từ cho hội nghị và tán thán khuyến tấn tăng ni Phật tử quận Long Biên khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm cũ và làm tốt các công tác Phật sự nhiều hơn nữa trong năm mới 2023. Thượng tọa Thích Thành Trung, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Long Biên, đại diện ban tổ chức đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể chư tôn đức quang lâm chứng minh và chỉ đạo để phật giáo quận nhà ngày càng phát triển hội nghị kết thúc trong tinh thần hoan hỷ viên mãn